Hôm nay thì em xuống em gửi cho mình 5 triệu. Con cảm ơn mấy cô chú đã cho tiền con trị bệnh. Con cảm ơn cô chú nhiều. Rồi con có muốn hết bệnh luôn không? Dạ có. Con chú hỏi thật là nhân cho con bệnh như con có sợ không? Dạ có. Con sợ gì con nói chú nghe coi. Con Con có sợ gì con nói chú nghe, nói tâm sự của chú mới biết được chứ. chở ba mẹ hộ. Vậy đó hả? Để lo cho con. Rồi con có muốn đi học lại không? Dạ có. Con có muốn gặp bạn bè không? Có. Rồi mốt con học, con ước mơ con học là sau này con làm gì? Bác sĩ hả? Vậy cố gắng nghe mời một con gắng con đi hết bệnh rồi đi học ha. À, lo lắng cho con cố con ước mỗi ước mơ sẽ thành hiện thực hết. Con phải cầu nguyện, mình ở đây mình cũng phải cầu nguyện với Phật nè, có nhiều sức khỏe rồi lấy phép dân bà cha mẹ thì Phật trời sẽ thương chứng cho mình thôi ha. Cố gắng nha con, một khăn tay cảm ơn ông cô chú đi, Cảm ơn cô chú. đứng dậy nổi không. Bữa nay đứng khỏe rồi nè, khỏe là nghe nói là có tiền chỉ bệnh nên con khỏe không, phải không? Mừng lắm không? Hiện tại là chúng mình đã tặng 7 triệu rồi đó. Chúng mình nói là chúng mình nơi làm đúng không? Thì cố gắng nữa thì sẽ tặng nữa. À, cố gắng khỏe hơn nha. Rồi ngồi đây ha, chúng mình ra ngoài nói chuyện với mẹ, nói chuyện với cô chú bên ngoài chút xíu nha. Cái bệnh cháu là thật sự là nói là bác sĩ thuốc tây thì cũng Có đây. có đây đây. Đây là cho ánh sáng chút xíu. Xin lỗi mọi người nghe, tại vì thật sự mình nói thì đến này cho cháu vui vẻ này kia cái nọ thôi. Chứ bác sĩ hút tay là bó tay rồi. Thì hôm nay mình có up lên trang mạng đó, thì được chị ấy nói, chị cái chị bên Hàn Quốc á, chị nói là con của chị cũng y thinh vậy đó, mà phước chủ may thầy được trúng thầy và trị hết bệnh rồi, nên mình cũng rất là mừng. Thì hiện tại là chị cũng rất là mừng, em cũng mừng lắm luôn. Thì bây giờ là gọi là phước chủ may thầy, mình Dạ. nguyện cầu Ung đúng thư máu đang thời kỳ ba mà đi di căn đó, không? di căn vô xương á, nếu mà bạch cầu nó tăng càng ngày càng nhiều á, là máu trắng nó tăng qua nhiều quá là nó sẽ làm cho bé nó bị suy hô hấp, lần ngày nó càng nặng thêm. Bác sĩ cũng tư vấn nói gần luôn là nói là bạc trăm không à, nhưng mà mới là nếu mà mới điều trị đầu tiên á là chỉ được 50-50 thôi, nhưng mà tới khi mà đợt sau là cháu nó mệt quá đưa lên là bác sĩ nói là nó di căn rồi, nếu muốn trị là trị hay tới đâu hay tới đó thôi, là bác sĩ nói gành vậy. Rồi chuyến rồi mới lên vừa khám á, tới khám về bác sĩ nói là muốn thuốc thì cho uống ngoài 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 luôn chứ không có điều trị nữa, điều trị á là mua thuốc là tự mua ngoài, là bác sĩ nói là Hết thuốc nó hết không có thuốc chắc rồi. ăn, là tình trạng của bé thì chị cũng biết rồi, là nó có thể là vài tuần hay là nó cái hơn kéo được vài tháng, thì giờ về cứ uống gì được cứ uống đi, là bác sĩ nói gành vậy luôn đó, Nói chung là bác sĩ thuốc tây là bác sĩ trên bệnh viện chẳng là thua, là cũng như đồng thành phố luôn. thua à, không phải là tiếng thua, nhưng mà sẽ có tiền thì trị cho cháu và cháu Nhưng sẽ sống được tiếp 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 hoài. Nhưng mà số tiền rất là, mọi người biết ung thư máu là số tiền nhà giàu thì họ cũng sống, nhưng mà nó kéo thời gian thôi. Thật sự là, chị nói là mừng dữ lắm, mừng mừng ngủ không được thật luôn. sự là em không có dám bàn tới chuyện đó, tại vì cái việc mà mình lỡ mình thấy người ta cũng nói vậy rồi Đúng mình rồi. đi rồi cái không đúng cái người ta trách em nữa, nên em mới qua ý kiến chị đồng ý thì đó là Đúng chuyện rồi, ấy. Nhưng chị mà bên em chị tiền bạc cũng em sẽ giúp, nhưng bà con sẽ giúp. chị cũng nói ráng đi chị ơi, ráng đi, con em nó nặng hơn con chị nhiều luôn, nó đi không được luôn, nhưng mà uống thuốc trong vòng có tuần lễ mà nhỏ bước lên nhỏ đứng đi mà nhỏ nói chuyện kêu mẹ được là em khóc em mới thấy đều sụm xuống luôn. Rồi chị nghe chị mừng dữ lắm luôn, nói chị Mỹ ơi, nếu mà con em mà nó hết giống như con chị á, là con em giống như con của chị, nó giống như có người mẹ nữa đó, giúp đỡ cho nó được kiếm được thầy rồi mà chị được bệnh đó. Mình đâu có muốn nguyện và xin xin mọi người, thì có một mọi người ai có họ lòng hảo tâm thì thật sự là cái tiền này cũng phận đi thì bệnh thuốc nam phước chủ mây thầy. Và nếu mà mọi người có lòng thì họ mình qua xin để có một số tiền, cứ đi khám cho cháu, và có thuốc uống thì mọi người hoan hỷ, giờ một mạng cứu một mạng người còn hơn hơn xây 7 tháp chùa Em đó. cũng mong các mạnh thường quân và mọi người thương yêu cháu, giúp đỡ cho cháu thêm tiếp tục điều trị bệnh, giúp được cháu hay tới đâu hay tới đó là cũng mừng dữ lắm rồi. Hòa Minh Nova sẽ up những cái video này thì mọi người có hương hỗ trợ thì có gì hỗ trợ bình thường thì có nhiều đem tới nhiều. Nhà Hòa Minh Nova với nhà chị cũng khá gần, chị nói tiếng nhào xuống liền. Cũng mong mọi người có thể hỗ duyên giúp đỡ cho cháu, thì cảm ơn mọi người rất nhiều nha.
Dạ, Rồi. Dũng cảm ơn các mạnh thường quân nhiều Ừ. dữ lắm luôn. Thôi em về. Rồi em về Dạ. em đi bán hàng. Nhóc này. Ê, chú về nha. Cầm thì cứ ngắt luôn ha. Mừng lắm. Rồi bye bye, còn chú về nha.